Đây mọi người, hai chào tất cả mọi người. Bây giờ thì mình đi bắt tới đây quách đây, thì giờ thì mình chuẩn bị đang sạn lên trên chỗ bắt là khoảng 60 cây, thì giờ mình sẽ đi. Bây giờ mình đi kiếm tới đây quách này con nha mọi người. Bữa nay mình lên đi với ngày đến giờ thì đi tìm nãy giờ thì mới thấy cặp tai quách bay lên đây. Như tổ này thì chắc có hỏi là mới đẻ hay là con trứng thôi, cho nên là nó không có đá mọi người thấy không, nó chỉ bay lọt từ đầu thôi. Bây giờ thì chắc mình đi sẽ đi tìm, nếu mà có mình sẽ quay tiếp lúc sau cho mọi người cùng xem ha. Thôi giờ mình tắt máy để đi tìm thôi, tại vì đi xa cho nên là mình không có đem pin dự phòng theo nữa, sợ hết pin điện thoại thôi. Đây mọi người thấy không, đây 4 trứng. Chắc mưa hôm qua nó ngập trứng. Bốn đứng đó. Từ gọi đèn thấy nó có trắng không?